Nghệ sĩ Bình Tinh đón tro cốt nghệ sĩ soạn giả Bạch Mai về nhà lần cuối giữa mùa dịch. Nghệ sĩ Bình Tinh cùng gia đình đã đưa tro cốt của nghệ sĩ soạn giả Bạch Mai về nhà để nhìn lại nơi sinh ra và lớn lên lần cuối. Thông tin nghệ sĩ soạn giả Bạch Mai qua đời đã khiến người thân, bạn bè và khán giả vô cùng thương tiếc. Vào lúc 15 giờ chiều ngày 30 tháng 8, nghệ sĩ Bình Tinh cùng với nghệ sĩ Hoàng Đăng Khoa, nghệ sĩ Thái Vinh đã đến nhà tang lễ thành phố quận Bình Tân đón tro cốt của cố nghệ sĩ soạn giả Bạch Mai. Tháp tùng cùng nghệ sĩ Bình Tinh trên chuyến xe này còn có danh hài Việt Hương. Nghi thức đón tro cốt của cố nghệ sĩ soạn giả Bạch Mai được tổ chức đơn giản, tuân thủ 5K theo đúng quy định phòng chống dịch. Bình Tinh đã đưa tro cốt của mẹ mình về nhà riêng nằm trên đường Cô Giang, quận Nhất để thăm nhà, thăm đình Nhân Hòa, lại Phật, lại Tổ, lại ông bà Tổ tiên. Sau đó, Bình Tinh đã đưa mẹ mình về chùa Giác Hoàng, quận 5. Tại đây, cố nghệ sĩ soạn giả Bạch Mai sẽ yên nghỉ, nghe kinh Phật tại đây bên cạnh tro cốt của các em mình là nghệ sĩ Kim Phượng, nhạc sĩ Thanh Châu, nghệ sĩ Bạch Lan và người con nuôi là nhạc sĩ Thanh Dũng. Vào sáng hôm nay, ngày 31 tháng 8, Bình Tinh và gia đình sẽ cúng thất đầu cho mẹ ruột. Dù đang trong thời gian tang chế đau lòng, nhưng Bình Tinh vẫn tiếp tục làm công tác thiện nguyện, chung tay cùng các nghệ sĩ hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, những tuyến đầu chống dịch để hồi hướng công đức cho mẹ mình. Xin chúc nghệ sĩ Bình Tinh được nhiều sức khỏe, cố gắng vượt qua nỗi buồn.